chú cản con là con kỳ nó một trận rồi. Quang. Dạ. Nhặt cái rồi ngồi. Chú cho con ngồi hả? Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Việc chú giao cho mày, nhớ là phải làm cho làm quan, nghe chưa? À, trời ơi, chú yên tâm đi, cả thế giới để con lo mà. Vậy mày có nhớ chú giao cho mày làm nhiệm vụ gì không? Tính theo đồng hồ của con là cách đây 10 phút lần thứ 33 trong ngày hôm nay, chú dặn con là phải vào trường tìm hiểu thật kỹ càng xem có ai có biểu hiện là đối tượng bắt cóc cô Anh giống như trong giấc mơ của chú hay không. Không phải giấc mơ mà là dự báo. À, tóm lại là mày á mới tranh thủ trong lúc thời gian còn rảnh rỗi nè. Dạ. Ra ngoài. Dạ. Điều tra cho kỹ coi coi có cái hiện tượng gì nó giống như trong cái dự báo của chú hay không. Con lập tức có hành động loại trừ nó lên, rõ chưa? Dạ con rõ mà, con hiểu con rõ hơn chú luôn á. Mày không biết đó, trong thương trường chú rất là nhiều kẻ thù. Không biết mà. Vì vậy mày cần hết sức cẩn trọng để bảo vệ báu vật của chú. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ mà. Nhớ sao? Nhắc lại coi. Nữa hả? Ba nghe rồi con gái. Ba vừa phải thôi chứ. Ba cho ông Quang đi theo con khắp nơi. Bây giờ ổng còn vô tới trong lớp của con nữa. À, bữa nay thằng Quang nó vô lớp con làm việc cho ba. Nó không đi theo con đâu. Con cứ vô tư đi. Con cứ coi nó như là bình bông là được mà. Ba có thấy cái bình bông di động nào mà cha bá vậy không? Còn đi qua đi lại nữa chứ. Thôi, học ngoan rồi về nhà sớm với ba nha con gái. Đừng có để ý tới nó. Bữa nay ba sẽ để con về ăn cơm nha. Cả thế giới đều chống đối mình. Được, không có dễ như vậy đâu. Nè, anh có nhắn với mấy đứa đó hết chưa vậy? Rồi, anh nhắn hết rồi. Bỏ ra, tức là bất đền đó, biết chưa? Con nghe. Dạ, cô chủ. Trời, nhắc linh ghê luôn á. Mới nhắc cô chủ, thấy cô chủ chạy từ xa chạy nhanh quá nhanh. Ủa sao xách đồ xách đạc dữ ta. Ông trời ơi, cô chủ trốn đi chơi. Từ, đây con nói. Ông biết anh chủ thì bình tĩnh đi. Dạ, ông ơi. Dạ, để con. Chết trong xe ta. Dễ mà.
Hello. Hello. Oanh. Anh có khát không? Cũng tạm này. Dạ, cảm ơn anh. Ủa mà xe đến đủ rồi đúng không anh? Ờ, mấy bạn kia đang đi lấy xe á, mỗi xe hai người chắc đủ. Ê, mà tí để đông chở anh đi ha. Được đó, vậy tôi đi với anh Sang nha. Đi thôi. Em đi liền. Ơ, ờ, anh tưởng là Hồng đi với Lĩnh rồi anh đi với Oanh mà. Oanh, em đi với anh ha. Sao đi anh nha, em có hẹn với anh Sang trước rồi. Đâu có sao đâu, thì ai đi với ai cũng được mà. Thôi thì anh cứ đi với anh Lĩnh đi ha. Anh đi với anh đi, mình còn bàn với nhau. Lớp MKT8 đang ở công viên phía sau trường học. Chuẩn bị đi Vũng Tàu, thầy tới nhanh đi. Mấy người kia có đi không vậy? Đi đi đi. Oanh lên đây. Sang chở trước cho. Cái ai người kia? Cái gì? Có cái con khỉ ấy. Trời trời chung đi. Đi trước chi vậy? Ừ, thì chắc là bãi xe đông quá mà, chở tới đi Oanh. Nè nè nè, ai cho tụi em nghỉ tiết vậy? Thầy hỏi thầy hiệu trưởng rồi nha, thầy không hề cho tụi em nghỉ. Về lớp viết bản tường trình cho thầy. Viết là em đó Quanh, viết hai bản cho thầy. Em áo trắng ơi, có đi nhờ xe không em? Có. Ừ, nè Quanh. Nè, đứng lại. Nè, nè tụi em. Sao? Bây giờ cô gái muốn đi đâu đây? Có cái hẻm nào anh nhường cho tôi xuống là được. Cảm ơn. Hẻm á? Em không nghĩ ra được một cái chỗ nào thú vị hơn để đi à? Nhìn với một cây hàng hiệu nhanh như vậy, chắc là không có bắt cóc tốn tiền thôi đâu hả? Suy nghĩ lạ thì chứ. Vậy thì có chỗ nào thú vị anh có thể giới thiệu cho cô gái mới vừa bỏ trốn không? Cô gái mới vừa bỏ trốn à? Thế thì cô gái bỏ trốn nghĩ như thế nào để chúng ta làm một chuyến đi ngoại thành. Ok? Ok. Let's go. Oanh, em đang ở đâu ấy? Đường đi Vũng Tàu, coi chừng bị Tịch Khải và vệ sĩ nhà em đuổi theo trên đường quốc lộ, đuổi xe không? Không cần đâu, thế nào anh cũng đang bị mấy cái đuôi vệ sĩ nhà em bám theo rồi. Bảo trọng nha.
Nhung, đứng lại. Cô ơi, xin lỗi cô nha, xin nhiên tôi đụng trúng cô. Không chạy nổi nữa đâu, mau kêu mấy đứa đi. Thầy thừa biết đó, mấy bạn sống chuồng là như thường luồng tháo chạy. Giờ mỗi người một hướng rồi, em có gọi cũng không ai về đâu. Vậy mà đây tới cuối buổi. Thầy... Mời vào. Em chào thầy. Có chuyện gì đó? Thực ra chuyện hôm nay lớp MKT8 trốn tiết hôm nay. Lớp MKT8 là cái lớp mà giỏi nhất trường, thì làm sao không có cái chuyện mà trốn tiết trốn học được chứ. Bữa nay thầy tới đây cũng để bàn về cái lớp MKT8 đây ha. Ủa, đứng đây làm gì? Đi về lớp, có chuyện gì giải quyết sau. Dạ, dạ thầy, dạ thầy. Cô đi. Thầy Khải, đây là cô Thảo Ly, giám đốc marketing của công ty Mạnh Trường. Cô Ly muốn hợp tác với lại cái lớp marketing K8 của chúng ta đó, để mà tìm cái chiến lược VR với lại tìm nhân lực trẻ cho công ty của cổ. Cô Ly, còn đây là thầy Khải, chủ nhiệm của lớp K8. Rất vui được gặp anh. Chào cô. Sở dĩ mà cô Ly muốn hợp tác với lớp K8 của trường chúng ta là vì lớp toàn là nhân tài, giỏi không? Thầy coi là mau thu xếp cho cô gặp các em để mà bàn tính kế hoạch cụ thể, thấy không? Mà nếu được thì là coi như đây là cái chuyện thực tập của các em luôn, thấy không? Dạ. Hiểu. Dạ em hiểu rồi thầy. Cảm ơn anh đã chở tôi đi một vòng nha. Không có gì. Em ơi, ít ra thì em cũng phải hỏi tên người vừa chở đi một vòng là ai chứ. Thì lần sau gặp tôi sẽ hỏi. Vậy nha, bye bye. Nhưng mà em ơi. Cái gì nữa? Cái nón của anh. Xin lỗi anh. Không có gì. Cảm ơn anh nha. Chào em. Dạ, cô chủ mới về. Nãy giờ anh thấy gì rồi? Nói mau. Không là tôi cúp cầu dao máy lạnh của anh cho anh nóng chết luôn đó. Dạ thấy. Thấy gì? Dạ thấy bên này cô chủ mặc đồ đẹp xuất sắc luôn á, phối màu rất là thời thượng. Được, mắt anh còn tốt lắm đó, cứ như vậy mà phát huy nha. Không. Dạ. Nhung hả? Ừ, bà giải thích cho tôi nghe cái vụ thực tập coi.
Chứ không phải vì muốn bóc lột sinh viên mà. Tôi không có ý nghi ngờ cô đâu. Nhưng nói rõ từ đầu quy trình làm việc sẽ tốt hơn. Đúng không anh? Đúng không cả lớp? Các em đừng có nói lung tung. Bà cản không cho thầy Khải ăn ổ bánh mì đó biết chưa? Nhớ nha, nhớ là cản thầy không cho thầy ăn nha. Ờ, tôi đi trước đây.